Thông báo về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nhằm kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các hoạt động kinh tế xã hội và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai những biện pháp sau. 1. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết theo công văn số 3663 ngày 3 tháng 5 năm 2021 và công văn số 3960 ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho đến khi có thông báo mới, gồm các hoạt động dịch vụ như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, sông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, câu lạc bộ pizza, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập internet, hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp. 2. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2021, tạm dừng các hoạt động, hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người tại thời điểm nhất định, kể cả dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, dịch vụ ăn uống và hoạt động tổ chức ăn uống tập thể, tiệc liên hoan, tân gia. Các hoạt động nghi lễ tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, cho hoạt động hội họp, sự kiện tập trung 20 người trở xuống phải thực hiện giãn cách, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và phải có cam kết với chính quyền cơ sở và đảm bảo đủ điều kiện thực hiện các nội dung biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ điều kiện thì buộc tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch COVID-19. 3 Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khai báo y tế, tuân thủ nghiêm các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp. 4. Đài phát thanh và truyền hình Long An, báo Long An và các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền chủ trương trên của tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để mọi người dân đều biết thực hiện đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và kêu gọi mọi người hưởng ứng tự nguyện khai báo y tế toàn dân thông qua phần mềm ứng dụng Bluezone Encov, Theo dõi tình hình sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt, phải thông báo cho chính quyền địa phương. Liên hệ ngay với cơ quan y tế để được kiểm tra, xét nghiệm. 5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp tổ chức kiểm tra việc chấp hành chủ trương trên, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không chấp hành theo chỉ đạo, thường xuyên cập nhật, tổng hợp vào báo cáo ngày theo quy định. 6. Đề nghị mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống, để mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện nghiêm túc chủ trương trên, yêu cầu 5K, khai báo y tế hàng ngày thông qua phần mềm ứng dụng Bluezone encoV để phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo trên yêu cầu thủ trưởng các sở ngành liên quan chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện